đoán Rank liên minh cùng Levi. Một cái rank cao nha. Thấy Uriah biết núp là một cái rank cao nha. Oh shit. Cái nghĩ hai team dùng chiêu thì cũng không có team nào là tệ cả. Và Uriah sát lực đi núp ạ. Một rank kim cương hay rank cao thủ rồi. Rank bạc có người chơi Uriah sát lực rồi ta. Kiểu Khánh nghĩ rank bạc người ta chơi Uriah người ta lên tank á. Nhìn con Darius dùng chiêu nó cũng ok lắm mà.